Khu di tích Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng có đường kính khoảng 2 km, thuộc địa bàn xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Khu đền tháp này được xây dựng liên tục trong suốt gần 1.000 năm. Khởi công từ thế kỷ thứ tư bởi vị vua Pradha Havaman và kết thúc vào cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14 dưới triều vua Jaya Simhavaman 3 Với nghệ thuật và kiến trúc của hơn 70 đền tháp mang ảnh hưởng lớn của phong cách Ấn Độ, trước những giá trị nổi bật của một di sản văn hóa cần được bảo vệ vì lợi ích của cả nhân loại. Tháng 12 năm 1999, khu di tích Mỹ Sơn được UNESCO ghi tên vào danh sách Di sản văn hóa thế giới. Mỹ Sơn không phải là kinh đô, mà là thánh địa, mảnh đất thiêng, thờ đấng tối cao của người Trăm. Mỹ Sơn từng chứng kiến những thời kỳ hưng thịnh, rực rỡ, cũng như những biến động đầy dữ dội của vương quốc Champa cổ đại. Sau thế kỷ thứ 13, Mỹ Sơn hầu như bị bỏ không, không ai xây dựng đền đài cũng như tiếp tục thờ cúng ở đây. Mãi đến sau năm 1898, di tích Mỹ Sơn tình cờ được phát hiện bởi một học giả người Pháp. Tiếp sau đó, đã có rất nhiều nhà khoa học đến nghiên cứu các bi ký, công trình kiến trúc, điều khác ở Mỹ Sơn. Và cũng chính họ đã vén lên bức màn bí mật về khu đền tháp này. Mỹ Sơn đã trở thành trung tâm thờ cúng quan trọng nhất của Hoàng gia trăm Ba trong hơn 9 thế kỷ Ở nơi đây thì công trình đầu tiên mà người chăm dựng lên tại Mỹ Sơn là vào thế kỷ thứ 4 Công trình này bằng gỗ và bị cháy đi vào cuối thế kỷ thứ sáu nhưng mà để hưởng ứng lời kêu gọi của vị vua đầu tiên khi dân đầy vào đây thì vị vua chăm tiếp theo sau khi ly ngôi lại về đây dân vào đây công trình mới bằng vật liệu bình vững hơn đó chính là bằng gạch và liên tục từ thế kỷ thứ bảy cho đến thế kỷ thứ 13 ba thì người chăm ba người ta chọn vật liệu chính ở đây là gạch để sử dụng để xây dựng đền tháp ở đây người ta có dùng đá nhưng mà ít thôi chủ yếu trang trí bằng đế móng trụ cửa lên tô và đến cái thế thứ 13 thì công trình cuối cùng được dựng lên tại Mỹ Sơn và sau thời gian đó thì Mỹ Sơn không xây dựng nền đài nữa. Đứng trước sự kỳ vĩ của những công trình kiến trúc độc đáo, Kajic, kiến trúc sư tài ba người Ba Lan, người đã có nhiều năm gắn bó, gìn giữ những di sản ở Mỹ Sơn đã phải thốt lên rằng, người chăm pa cổ đại đã gửi tâm linh vào đất đá và biết dựa vào thiên nhiên để làm nên một Mỹ Sơn trắng lệ, thâm nghiêm, hùng vĩ. Đây là một bảo tàng kiến trúc điêu khắc nghệ thuật vô giá của nhân loại mà sẽ còn lâu chúng ta mới hiểu hết. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, sự tác động của thời tiết, khí hậu, thêm vào đó là trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, Mỹ Sơn lại nằm trong địa bàn ném bom của địch nên đã bị phá hủy phần lớn các kiến trúc. Hiện nay, trong khu đền tháp chỉ còn lưu giữ được khoảng 20 công trình lớn nhỏ. Mặc dù vậy, tại những công trình di tích này, nghệ thuật điêu khắc vẫn được thể hiện rõ nét qua từng giai đoạn lịch sử của vương quốc Champa. Cho đến nay, vật liệu và phương cách xây dựng tháp vẫn đang là những bí ẩn chưa có lời giải đối với các nhà khoa học. Việc xây dựng tháp bằng những viên gạch đỏ trồng khít lên nhau không thấy mạch vữa đã hình thành nên những huyền thoại cho rằng người chăm xây tháp bằng gạch mộc đẽo gọt nó lên rồi nung cả khối tháp trong ngọn lửa khổng lồ. Có ý kiến lại cho rằng người Trăm đã dùng gạch nung sẵn, gắn với nhau bằng vữa đất sét và sau đó toàn bộ tháp được nung lại. Những nghiên cứu gần đây lại cho thấy người Trăm đã sử dụng kết hợp một số biện pháp kỹ thuật khác nhau để xây tháp đó là dùng các viên gạch có độ lõm ở mặt tiếp xúc khi xây lên không thấy những mạch vữa ở các viên gạch. Mài các viên gạch trong nước cho thật khít với nhau, rồi xếp lại cho bột gạch tự kết dính với nhau trong sức nặng của trọng lực của phần trên tháp. Dùng các viên gạch có mặt lõm, mặt lồi theo kiểu âm dương, khi xếp lên, tự thân nó liên kết với nhau. Quả thật, không hiểu người Champa xưa đã làm cách gì để tạo ra những ngôi đền tháp cao hàng chục mét kỳ vĩ giữa đất trời. Cùng với kỹ thuật xây dựng, các đền tháp ở đây còn thể hiện sự tinh tế bởi vô số hình chạm khắc tỉ mỉ, trau chuốt do nghệ nhân đục đẽo trên tường tháp. Việc đục đẽo phải thực hiện chính xác tuyệt đối trên các tường gạch đã xây sẵn. Rất chính xác khi nhận xét rằng, người chăm đã khéo léo chạm gạch như chạm gỗ, đẽo đá như đẽo gỗ vậy trong chuyến đến tham quan Mỹ Sơn, chúng tôi may mắn được gặp họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, người luôn mang trong mình một chút phiêu cùng niềm đam mê cháy bỏng gần 30 năm nay với tháp tràm. Niềm đam mê đó đã khiến anh rời bỏ nhà cửa nơi đô thị phồn hoa, lên Mỹ Sơn dựng nhà tranh vách đất đê ở, lăn lộn, đo vẽ từng viên gạch hiện vật ở di tích để giành giật sự trường tồn cho những công trình kiến trúc, đóng góp lớn vào công cuộc bảo tồn di sản ở Mỹ Sơn. Mỹ Sơn là một cái nơi hồi tù tất cả các phong cách trong đó kiến trúc và nghệ thuật. Ví dụ như tất cả các tháp nằm ở trung miền Trung Bình, từ Quảng Bình đến vô trong Bình Thuận, Ninh Thuận thì hầu như ở trên Mỹ Sơn đều có những phong cách đó. Phong cách qua các thời đại, từ cuối thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 14, 13, 14. Vậy thì Mỹ Sơn nó hồi tù được tất cả các kiến trúc, trong đó nghệ thuật và các nghệ thuật tạc tường trên Mỹ, ở trong Mỹ Sơn là một cái điều mà rất nhiều nhà nghiên cứu về nghệ thuật cũng như về kiến trúc đến đó và phải đến đó khi nghiên cứu về trăm từ năm đầu năm 80 thế kỷ thứ 20 thì tôi đi theo cái kiến trúc sư Ba Lan để trùng tu đến trừ thì vẫn là đến trừ vẫn nói là vẫn 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 có cái nhiều cái điều mình chưa hiểu. À, bây giờ nói về kịch dĩnh chất kịch dẫn cũng như là cách trùng tu thì đôi khi bây giờ vẫn vẫn thể chưa thỏa mãn có lẽ sẽ có nhiều cái phương án khác hơn và sẽ có nhiều cái chuyên gia của nhiều nước hiện như bây giờ thì những năm trước thì của ý bây giờ thì ấn độ cũng cái nơi mà có nền văn minh mà đã mà người chăm đã ảnh hưởng thì cũng hy vọng rằng người ấn độ sẽ có những cái giải pháp về bảo tồn tốt hơn và bản thân tôi cũng thấy rằng là cái việc này là một công việc luôn luôn mới chứ không phải là đã hiểu rồi cũng đã có quãng thời gian khá dài, Mỹ Sơn bị bỏ quên giữa rừng già. Tuy nhiên, sau khi được tái phát hiện, tái phục hồi và trở thành di sản văn hóa thế giới vào năm 1999, Mỹ Sơn đã tỏ rõ sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài. Năm 2016, Mỹ Sơn đã đón hơn 314.000 lượt khách tham quan, trong đó khách quốc tế là hơn 264.000 lượt, vượt 26% so với chỉ tiêu đưa ra. Hiện nay, trung bình mỗi ngày Mỹ Sơn đón tiếp gần 1.000 khách du lịch. Ngày cao điểm có lúc lên đến gần 2.000 người. Vui mừng vì có nhiều tín hiệu lạc quan từ du lịch. Nhưng quá trình phát triển cũng khiến di sản văn hóa này thường xuyên đứng trước những thách thức và nguy cơ bị hủy hoại do tác động của thiên nhiên và con người. Trong đó, đô thị hóa và sự phát triển du lịch thiếu bền vững đã và đang làm ô nhiễm, hủy hoại môi trường cũng như không gian tồn tại của di sản cùng cuộc bảo tồn ở Mỹ Sơn còn khó khăn hơn ở chỗ. Không chỉ là chuyện chống đỡ cho các di tích khỏi xuống cấp, khỏi nguy cơ sụp đổ, mà đòi hỏi bảo tồn và phát huy giá trị Mỹ Sơn phải đảm bảo tính toàn vẹn và tính xác thực trong công ước bảo tồn di sản của thế giới. Mải mê cùng tháp tràm, chúng tôi bị níu lại bởi âm thanh rộn rã phát ra từ dàn trống Paranung và tiếng khèn Saranai trong không gian tĩnh lặng của thung lũng thiêng những ngọn tháp cổ trở nên lung linh huyền ảo hòa quyện với những nàng apsara uyển chuyển quyến rũ trong vũ điệu mê hoặc tươi tràn sức sống và nghệ thuật tạo hình tất cả những điều đó luôn khiến cho bất cứ ai đã từng đến đây lạc bước vào thế giới diệu huyền của nền văn hóa trăm để nhìn thấy một mỹ sơn kỳ bí mãi trường tồn cùng với thời gian đó chính là nét độc đáo của Mỹ Sơn luôn hút hồn du khách đến chiêm ngưỡng, khám phá.